Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vũng Tàu. Ở các video trước đó thì chúng ta đã xong phần phát âm, phần dấu nhấn, phần ngữ pháp, phần chia thì, word form, sắp xếp câu thành đoạn văn có ý nghĩa, phần đọc hiểu, phần điền từ vào đoạn văn cho từ sẵn. Ở video này chúng ta sẽ làm phần điền từ vào đoạn văn, không cho từ. Chúng ta có một cái video tổng hợp dạy bài tập này của hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Và chúng ta đã nói nhiều về dạy bài tập này các bạn. Cái từ mà các bạn sẽ điền vào ở các vị trí này thì rất là dễ. Nếu mà viết ra tất cả các bạn đều biết. Tuy nhiên để tìm nó để mà điền vào thì không dễ thế nào, đòi hỏi các bạn phải luyện tập nha. Rồi, chúng ta sẽ làm luôn. Chúng ta sẽ làm cái việc mà đi lại tất cả các ngóc ngách trên thế giới thì cái gì đó dễ dàng và dễ dàng hơn. Rồi, ở đây các bạn có động từ to be nè. Rồi, các bạn có tính từ. Rồi, tính từ nha, tính từ và tính từ ngày càng dễ dàng hơn. Thì người ta gợi ý cho chúng ta chỗ này các bạn sẽ điền một cái động từ cộng tính từ và động từ đó sẽ thêm in để cho nó ra một cái hiện tại tiếp diễn các bạn, đang trở nên. Rồi. Các bạn dùng chữ getting hoặc becoming đều được nha. Đang trở nên ngày càng dễ dàng hơn. Rồi. Get become cộng st. Chúng ta sống một cái ngôi làng toàn cầu này các bạn. Rồi, chúng ta sống trong một cái ngôi làng toàn cầu. Rồi, chữ in ha. Một cái ngôi làng toàn cầu. Có nghĩa là xa nhưng gần các bạn. Ở Việt Nam, chúng ta có thể nói chuyện với người ở nước Mỹ, nói thấy hình ảnh, thấy mọi thứ ha, xa nhưng rất gần. Nhưng chúng ta biết và hiểu nhau như thế nào, tốt như thế nào. Đây là một cái bài kiểm tra đơn giản. Rồi, số 3 các bạn. Chúng ta dùng chữ chỗ này dễ nha. Rồi. Tưởng tượng rằng bạn sắp xếp một cuộc họp lúc 4 giờ. Cái thời gian nào bạn mong đợi cái đồng nghiệp kinh doanh của bạn tới? Nếu bạn là người Đức thì họ sẽ. Rồi, nếu bạn là người Đức thì họ sẽ chính xác gì đó. Time là các bạn. Rồi. Ở đây là exactly on time, đúng giờ nha. Rồi chúng ta có in time là kịp lúc. Nếu như họ là người Mỹ thì họ có lẽ 15 phút sớm hơn. Rồi, người Mỹ thì đến sớm 15 phút. Nếu họ là người Anh, họ thì 15 phút. Vậy các bạn, nãy giờ chúng ta nói sớm là đúng giờ, sớm hơn. Thì chỗ này chúng ta đoán ha, trễ hơn. Rồi, late. Họ sẽ đến 15 phút trễ. Và bạn nên cho phép tối đa 1 giờ cho người Ấn Độ. Rồi, có nghĩa là người Ấn Độ thì trễ 1 giờ các bạn. Còn người Việt Nam thì sao? Các bạn có thể biết rồi ha. Vì vậy, có một vài cái lời khuyên nhỏ đó các bạn. In not to. Ở đây các bạn thấy từ in. Ở đây các bạn có từ to. Rồi, trong tiếng Anh chúng ta các bạn thì in order. Not to là không để mà cư xử tệ ở nước ngoài. Ở Pháp, bạn không nên ngồi trong một cái nỗi u sầu. Cái đó là không ngồi buồn các bạn. Cho đến khi bạn được bắt tay với mọi người bạn biết. Có nghĩa bạn hãy chủ động. Rồi. Ở Afghanistan, bạn... Đây là head better các bạn. Có nghĩa là suốt bạn nên trải qua ít nhất 5 phút cái gì đó. Hello. Rồi. Ở đây là nói hello ha. Có nghĩa là chào các bạn. Và trong câu số 7 của chúng ta, các bạn có chữ spend. Ở đây các bạn sẽ dùng góp in. Còn nói hello thì không phải là speak hello các bạn, cũng không tell hello, mà là say in hello. Rồi. Tell là nói giờ, speak là nói ngôn ngữ ha. Ở đây là nói hello, say in hello. Ở
Pakistan, bạn không được wink là nháy mắt. Nó là offensive, nó là gây cái sự khó chịu, offensive. Rồi. Gây tiêu cực. Ở Trung Đông, bạn không bao giờ sử dụng tay trái để mà chào, ăn, uống hoặc hút thuốc. Bạn nên quan tâm không chỉ mà hâm mộ nè. Bạn nên bạn rồi bạn không nên hâm mộ, ý đó là khen ngợi các bạn cái gì đó trong cái nhà của chủ nhà của bạn. Rồi bạn không nên khen ngợi, ở đây các bạn dùng bất cứ thứ gì ở trong chủ nhà của bạn, anything. Rồi bạn không nên khen các bạn. Rồi tại sao nè? Họ sẽ cảm thấy rằng họ sẽ phải đưa nó cho bạn. Rồi tôi nghĩ là xin đó các bạn. Ở Nga, bạn phải do whole string, bạn phải làm cho cái người chủ nhà của bạn là uống nè một cái ly nước, nếu không họ sẽ nghĩ bạn thì không thân thiện. Có nghĩa là mời đó các bạn và mình cứ uống đi, mình không uống thì không được. Ở Thái Lan, bạn nên clap, chắp các bạn, chắp hai tay lại, chắp cái bàn tay của lại nè các bạn, và thấp cái đầu của bạn, cái này cúi xuống và mắt của bạn khi mà bạn chào qua đó nè. Rồi ở đây là clap your hand together các bạn nha. Người Thái Lan họ sẽ chắp tay lại cúi xuống để chào nha, together. Rồi clap your hand together và lower your head and your eyes when you, khi mà bạn chào ai đó. Ở Mỹ, bạn nên ăn cái bánh hamburger của bạn với cả hai tay as quickly as, rồi nhanh như có thể, possible. Rồi chữ này chắc bạn biết ha, as soon as possible, as quickly as possible, as quickly as possible. Bạn không nên cố gắng để có một cuộc điện thoại, một cuộc nói chuyện cho đến khi nó được ăn xong. Có nghĩa là người ta không thích ăn mà nói chuyện ở Mỹ các bạn. Rồi, bài này nói về văn hóa của một số quốc gia. Rồi, rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần viết câu. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.